Vietnamese Global Talent Search. Hệ thống truyền hình VBS sẽ tổ chức cuộc thi tuyển lựa ca sĩ lần thứ 2 với mục tiêu tìm kiếm những tài năng mới, góp phần xây dựng nền âm nhạc Việt Nam khắp toàn cầu được hoàn mỹ. Chúng tôi kính mời tất cả các bạn trẻ Việt Nam khắp năm châu tuổi từ 18 đến 45 tham dự Đại hội tuyển lựa ca sĩ Việt Nam toàn cầu do hệ thống truyền hình VBS tổ chức. Các kỳ thi bán kết sẽ được tổ chức tại nhiều nơi: Asia, Toronto, Canada, London, Europe, Los Angeles, California, USA, và kỳ thi chung kết tại Little Saigon, Orange County. Giải nhất giá trị $10,000, giải nhì $5,000, giải ba $3,000, giải tư và giải năm $1,000. Thời hạn ghi danh kể từ 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2011. Mọi chi tiết xin liên lạc về VBS Television 714-905-2255.